Cái này chắc cái hộ gia đình nó mới lấy được, hiểu không? Đây nè, tôi nè, không ra tôi vậy. Bà giờ sớm cái nhà lại qua sẽ im lặng nha, lại qua nói đây là mà phiếu quà từ thiện của Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 8 là đưa phần quà về cho ở xóm của Lệ Hoa, cũng sớm mà là cô bác cũng hoàn cảnh khó khăn đó, thì cũng nhờ mà Lệ Hoa phát dòng một phần quà này, cũng như là nhờ Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 8. Vậy Lệ Hoa xin phát phần quà này ở đây cho cô bác ở đây cũng như phiếu ngày mai mới phát quà cho cái phiếu đó là bao giờ nhận à, bây giờ là phiếu này là cũng như là cho biết luôn là ở quận 8 đưa lên là cũng như giờ vào lúc 9:30 là 9:30 ngày mai à. Đó là cô bác đến đây là lãnh quà. Khi bà cầm đến đó, khi bà mình có đứng xếp hàng không? Rồi khi bà cô bác đó đứng lãnh quà đó, cô bác phải xếp hàng đâu đó trật tự đàng hoàng. Đem phiếu theo luôn. Rồi đem phiếu cầm trên tay lãnh xong, cô bác sẽ đi qua đường sau về ra. Còn ai ra thì đi tới luôn. Rồi trước tiên đó, bây giờ mình phát phiếu thì mình gọi một con số nào cho bà con kinh một cái mình lãnh phiếu ơi. Rồi, kêu lô tô cái nè, kêu lô tô cái. Bác cho tay nha bà con. Ở quận 8 mình kêu số 8 đi. Cô bác chị mình tôi quên ở quận 8 thì mình kêu và cô bác chị mình lắng nghe kêu một con trời. Và bây giờ số nha bà con ơi. Tôi quay tôi xong tôi một con trời ra. Cho con mấy con mấy. Hay quá. Số gì đây? Con máy đi ra. Anh yêu em đúng dáng còn số 8. Rồi vậy là cô bác mình đứng im lặng trật tự mà ai cũng có phiếu hết trơn, cô bác đừng có chen lắng nha không? Rồi ai nhận phiếu xong là đi ra nha. Phát phiếu này cho cô bác tự mình. Mình phát từ từ lên cho bà con đi ra đi. Rồi đó rồi. Rồi con đi ra. Rồi con đi ra. Cảm ơn mấy anh. Rồi. Rồi đi ra. Rồi đi ra cho cô bác đừng có chen lắng. Rồi nha. Rồi muốn mày luôn cô ơi. Rồi đi tới. Khi có quà. Quá vui luôn. Đây là đồng loại. Đây là ai? Cái nuôi hả? Cái con nuôi vậy? Con nuôi. Rồi. Rồi. Cho mấy vậy mấy con nó vậy. Nó của con này vậy. Là cô Bạch Tư chị quay. Nhắc lại một lần nữa là mỗi một hộ là chỉ có một phần thôi nha. Con đi làm đúng ngang đi. Không có lấy giùm. Không có lấy giùm. Vậy hả? Chị Hoa biết thì chị Hoa biết không? Đúng rồi.
bà ông ta dặn muốn ta dòm đi đây chú ba có mặt này cho thì bà có đi đây càng ngày càng ngày càng đông rồi đó không được nữa nghe bà con đợi cho mày đi dòm ta tôi coi chị qua đó đây là đại trợ rồi nhận rồi về dòm đi có nhà rồi nến nó không cho hàng mấy mấy bé trong trong nhà có ai nhận chưa chị qua coi coi giờ xin góp ý là cho những người già đi à, giờ mới cho mấy đứa bè trẻ sao cho người già trốn hết đây còn đứa trẻ cho mấy đứa sao người già nãy giờ không ai vô trơn chết rồi đó có mặt thì lạnh chứ không có xin dòm rồi mấy chú, mấy chú nào cứng tuổi gì không ở nhà gia đình nào không? Cho mà mấy đứa bé này là có hộ gia đình nào đó biết không gì cho. Đừng nhận để cho nhường cho người lớn. Đứa đẻ thương nó đợi cho mấy người già. Tôi chịu nè, thằng nhỏ vợ nhỏ ta khổ lắm ta bán tốt. Hai đứa con, ba đứa con. Bây giờ là đó đâu người đó đâu. Ở bên nhà trọ anh đâu nè. Bán số nhà trọ anh đâu nè. Chị qua biết gì qua biết gì. Chị qua biết gì. À, chị này cũng hai cho bạn. Bây giờ là cúng này bây giờ hết chưa chị qua? Hết rồi đó. Đừng là mấy người có nhận đi gia đình chưa? Nhà ta nghèo khổ đó. Cái người thang đâu? Ở đằng này. Cái người thang của cái bà đó đâu? Hả? Bây giờ kêu người thang lại chứ không có làm giùm nữa. Đi qua. Đi đã đứng đi chị qua. Đó đủ hết trơn đó. Làm sao mình đủ hết trơn rồi đó. Cho đi rồi đừng có về dạ phú quý lấy rồi. Bà có mình mà một cái nhỏ này kêu ba mẹ lại. Không có mình một đủ rồi. Có đây là cái này theo như thế này. Đó biết đâu ngoài trời. Cho đi. Trời ơi, khó khăn ta mới lại. Bà này là chị bà bị tay bị tiểu đường. Đó là bà này. Hai phiếu đây. Đó này con chị Hiền là cái bà bị đứt cái giò đó. Giò đó. Đó là cái nào không? Đó là cái nào không? Không, tắm con 6 này nè. Nhớ là bà không có đây chứ có không cái ai. Không cái ai. Ở trong chưa trong bây giờ là chị qua là trong cái xóm mình ok hết chưa? Dạ xóm mình có ok là ok lạnh giỏi cho đủ qua đủ xóm bây giờ tôi nói cho cậu nghe bây giờ đưa giao cho Lý Lễ Qua. Lễ Qua thấy người nào khổ Lễ Qua giúp đỡ cho người ta chứ không bao giờ mà nói Lễ Qua ăn thuộc về trong này đó nhà này có biết chưa bây giờ nè bây giờ nè bây giờ đó đàng hoàng cho Lễ Qua hát cho mấy người bây giờ ở đây là người ta biết hết rồi đó tự Lễ Qua đưa cho giao cho Lễ Qua hát bây giờ cũng như á bây giờ là chị Lễ Qua cũng như là cái xóm mình trong này á là chị Lễ Qua là biết rõ hết từng người nên nó chị đã giao trong đây ở bây giờ hiện tại mình đã phát hết trong xóm mình rồi bây giờ chị qua là cũng có, đi cũng có đi này kia ở ngoài nhiều chỗ á chị cũng biết được ai khổ ai không khổ chút xíu là chị sẽ dùng những cái phiếu còn lại này chị đi phát cho bà con ra ra lên đầu đường kiếm mấy người mà đi xin đúng rồi những người cơ nhỏ bán vé số khổ cực này kia đó và chị phát giùm em nha em tin tưởng chị đúng rồi dạ đây anh này là sao nói lại cho bây giờ tôi nói cho cậu nghe bây giờ ông Su Gia của ông nội này cũng quá khổ ông cho người ta phần đi này cái nào đó chị đó biết kìa cái mặt này còn bớt nữa còn mãi con cám đó chị đó biết đó bà đỉnh nè bà đỉnh nè giờ cho nào già đó ta còn mình không cho nữa đó có người mù mặt đi bà mấy bà này là cái bà chấp thủ nào rồi già mấy bà này là